Hello, xin chào mọi người. Trời ơi, hôm nay á thì mình mới nói chuyện với mọi người một câu nè. Giờ dạo này thời gian đi xin việc khó khăn lắm. Mong là các bạn ai mà đang có công việc đừng nghỉ nha. Từ từ nghỉ qua cái đợt năm 2023 này. Rồi các bạn nghỉ, chán cũng cần nghỉ. Tại vì các bạn xin việc ngồi kia thề luôn. Nghe mấy ông thầy sếp nói tích cực lên. Trời ơi, thiệt luôn các bạn. Các bạn không phải người ta đâu, không giỏi như người ta đâu. Đi xin việc là fail ngay, nó bắt vô bạn làm sale. Trời ơi, thì các bạn hiểu rồi, làm sale các bạn chạy rồi, các bạn không có ăn đâu. Giờ tất cả cái nền tảng social media người ta chạy quảng cáo, người ta quay rất nhiều rồi. Nên á, nhưng mà khi mà các bạn kinh doanh thì các bạn hãy xây cái dạng thương hiệu cá nhân trước nha. Trong cái hành trình này mình không có khuyên các bạn là không nên nghỉ việc trong khi mà các bạn buồn bực, nhưng mà mình hãy hạn chế nghỉ việc nhất có thể nha. Thực sự là khi mà mình ra ngoài kinh doanh rất khó luôn trong cái thời gian này. Một là khách mua hàng cũng người ta tiết kiệm tiền, người ta đâu kiếm được nhiều tiền đâu. Các bạn làm công ăn lương rất tiết kiệm nhiều, rất tiết kiệm tiền nha. Nói thật luôn á, là các bạn phải đâu đó các bạn phải thủ cho mình một cái số tiền mà ít cũng được, mà phải kèm thất nghiệp 3 tháng các bạn phải lo được tiền phòng trọ nè, rồi lo được chi phí cuộc sống nè, rồi hạn chế đi chơi nhất có thể nha. Tại vì cơ bản thì các bạn biết được đó, khi mà thất nghiệp các bạn không có một cái thứ gì luôn, khổ lắm, không ai giúp được mình đâu, rồi ba mẹ mình thôi. Thì nhớ vậy nha. Liêm chia sẻ thật lòng, các bạn đừng có mua một bất kỳ một khóa học nào ở trên mạng xã hội. Hầu như những khóa học nó đang rút tiền các bạn đi nha. Các bạn đừng có mua khóa học. Có gì mà học vui vui, học chơi chơi thì học. Chứ các bạn mua khóa học là các bạn đai đấy, không có ra gì đâu. Nên nhớ là vậy nha. Liêm khuyên các bạn là nên cẩn trọng mọi lúc có thể. Tại vì trong cái xã hội này ai cũng lừa đảo được hết rồi nha. Đừng mua bất kỳ khóa học đầu tư chứng khoán. Khi các bạn không có tiền thì các bạn đừng đầu tư, các bạn hãy đi kiếm tiền. Các bạn nghĩ cách nào kiếm được nhiều tiền với đầu tư. Các bạn có ít tiền đừng đầu tư làm gì nha. Rồi khóa học gì phát triển bản thân, rồi khóa học làm giàu, trời ơi các bạn được đừng xin đó, xin các bạn bỏ vô tốn tiền cực kỳ luôn. Các khóa học làm giàu thật là gì? Anh kêu bạn quay cái video nè, YouTube nè, cho nhiều người thấy nhất. Các bạn thấy khóa học ở đâu? Chạy quảng cáo trên Facebook hay là trên YouTube nha. Đừng có bao giờ mua khóa học làm giàu tớ nè, tớ kinh doanh Shopee nè, tớ bán hàng nè, tớ làm Facebook nè, tớ làm TikTok nè, tớ làm đủ thứ luôn. Trời ơi, cái nền tảng đâu ủng hộ mình đâu đó. Nhưng mà mình hy vọng có vài người, vài view xem mình đủ vui rồi nha. Mình cô đơn lắm các bạn, nên lên để nói chuyện với các bạn chơi vui nè. Hãy ai mà kiểu như có Facebook hay có gì á thì để dưới comment nói chuyện với mình, thật sự cũng được nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye. Mình chỉ khuyên các bạn những lời ít bổ ích thôi, mình thấy nó thực tế nha. Bye.